Bây giờ sao, bé gặp chị mẹ chưa? Không có. Không có. Sao? Bé mẹ gặp riêng hả? Bé gặp chưa? Không gặp. Cái mẫu đi là cái đầu dốc mẹ cua rồi. Mình gặp đứa điên rồi, ủ điên điên rồi, mất hồn chạy. Dốc người của nhà, rút nhà những kiểu đó. Hả? Thì tối hôm nay thì gia đình mình sẽ nấu là một cái nồi lẩu trứng vịt lộn nha mọi người. Đấy. Thì sớm giờ mình Dương Trang có đi mua thì đây là trứng vịt lộn nè. 20 trứng vịt lộn. Nè đó đó thì có một cái đây là nấm vừa kìa. Quýt nấm cơm. Bốn thì không thể thiếu đâu. Ít thơm. Kẹt chua, dưa đeo quê, ăn kèm. Đây là hành ngò, đeo ra thơm. Đấy, đây là hai hũ mì. Hũ mì nha. Đây thì hai cua. Nhưng mà hai cua đây thì để dành cho ngày mai nấu cháo cho cột đen nha mọi người. Cái này là nấu lỗ. Đúng là, đây là bắp rồi nữa nè. Được rồi, giờ thì mình sẽ tiến hành cho biến như nào lẩu nè. Tối nay mình nấu lẩu trứng vịt lộn ăn cùng gia đình mình đã vui nha mọi người. Là lạnh lạnh ăn ấm mọi người. Là lạnh lạnh. Ây xì. Ok, thao tiếng này cứ anh cái công việc của anh này. Của mình thì sẽ đi cắt cái con cua này để dành ngày mai nấu cháo cho cột. Còn công việc của Trang thì đánh như đây đây đây. này. Ơi bụng ơi mọi người lóc dạ. À giờ mình xách sợ sợ hay là xách lát lát nè. Sợ 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 đúng không? À, sợ sợ là mình sẽ tắt cho mọi người. Thì sẽ là các cái góc nha, còn nó sẽ là tước nha. Em tước sợi đây. Rồi để anh okay, em xách cái góc này. Xách xong rồi mình rửa luôn nha mọi người. Giờ em đi rửa ra cái bát ra rồi nha. Chung thì cái lẩu này thì cũng đáng lẽ cũng cần đeo đâu mọi người. Nhưng mà mình ăn cái đấy. Cái đeo à cái tên kêu nhìn cái tên gì đây chứ mình cái tên đeo cải nó ngọt. Bột ngọt hả? Bây giờ thôi chứ cái đây cái len quá. Cây okay, ăn thì giờ mình đang biết là nửa đeo thì mình sẽ đi luộc trứng vịt lộn nha. Đây là 20 trứng. Thì gia đình mình có uống là người 4 trứng là đẹp. Ok nha mọi người, giờ mình rửa trứng rồi mình luộc. Okay, thì giờ thì mình sẽ phe cái mì này nha. Cho hai hộp mì. Đủ đồ chua. Staying up when I go out. You gotta know I'm all yours. But when I say what's that about? You start slapping. Ớt mà ớt là mấy ớt thì đây số mấy ớt cho đâu nó đâu có cay đâu chim mà giỏi mẹ ngay thử cái không mà sáng mới ăn ba ớt ông cho mà cái món mà cái nhiều mà sao love the touch you never love.
cơ. Đấy, thử ra cái hạt tôm này. Lắm, đây là... Chú về răng quá. À. Tàu thuốc này cho nó thấm thầu cho nấm màu ăn được mà cho nó thấm vào nấm cho nó ngon. Nấm nấm mà quyết định là kêu nấm nấm cho nấm rôm vào luôn nha các bạn. Thuộc có nấm rôm nè xào rôm mà thứ không thở tiếng mà rôm mà ngon chứ nên là bè ăn ký mà đầu hơn thịt mà nó hơn thịt heo nữa mà nóng mà hơn thịt heo nữa mà nó giờ tới công đoạn gì rồi cậu Jim? Hả? Giờ tới công đoạn gì vậy? Giờ tới công đoạn là làm nước lẩu chứ làm cái gì? Hà. Lẩu có hết luôn á. Nãy phi tỏi rồi giờ không hả? Tụi mày phi tiêu nữa đúng không? Không phi tiêu đúng không? Đó. Có kè dữ thơm vô. Kè thơm vô nha. Kè thơm giờ thơm đúng không? Kè thơm vô nha. Kè rút. Cho nước lọc mì vô chi vậy cậu Chim? Chua nó mới ngon. Hả? Chua lắm mình không có nấu hai cái mi một lần nhá. Đúng rồi, cái gì lúc mà nó ấy nè thì không đủ cơ thì mình cho thêm. Thêm cái mắm nó chua lắm mình không nấu hai. Nêm vừa cho nêm nào. Nêm đi. Anh xếp cái này. Anh xếp cái quốc đi, quốc vô cho ngon. Đấy xem rồi giờ thì mình sẽ cho cái số nấm nãy mình vào này. Số nhìn hấp dẫn đúng không? Nhìn cái tô thấy mình nhìn là mình ghiền mẹ. Rồi giờ anh cho nước vô nha. Ừ nó sâu lên nó sâu lên. Đó nãy mà anh tao chín rồi mày lo cái vậy. Sao không? Mà mình nước sôi rồi đúng không? Nước sôi rồi. Nước lạc đó, nói chung là đây nhà mình đun sôi sẵn rồi cho nó phỉ mình để thôi, nó nhanh sôi hơn xíu. Đấy. Tôi nồi lẩu siêu to khổng lồ à. Quét tiệm rồi luôn. Quét cũng nồi này chứ vậy. Bây giờ thì mình sẽ cho cái trứng lộn mà nãy mình luộc rồi nha mọi người. Giờ mình sẽ đập bỏ vào cái này. Hai cậu Chim bữa nay mình làm cái lẩu trứng trúng ấy. Giờ trứng lộn bữa nay sẽ trứng trúng ấy. Cậu Chim. Giờ thì mình sẽ cho trứng vịt lộn vào nha. Nó coi chen cậu Chim ơi. Hả? Nó chen không? Sao tràn được mày? Giờ cái nồi thịt lớn mà tràn mày. Ha. Giờ thì mình tao cho hành vào luôn. Hành lé vào luôn nha. Hành đây là hành với ngò nha mọi người để cho nó tạo hương thơm đấy. Cho vào luôn. Cho hết. Chưa. Để không sao? Nhìn để chứ. Cái nào lẩu mọi người. Đây. Đây này. Trứng trốn vịt lộn. Ừ, trứng vịt lộn rồi nha mọi người. Đấy. Wow. Chưa, nói chung là nấm đồ này nhìn thấy nó quá hấp dẫn luôn, nhìn màu nước là thấy là đã kiêng rồi. Chưa, trời ơi. À. Wow. Cái này chắc chắn mấy bạn coi mấy bạn thèm chắc luôn này. Dạ. Mình ở ngoài đời mình quay phim mà nhìn quen mình. Nhìn nước lẩu giờ nó đang đói bụng nữa nha. Mình quay phim mà nhìn quen mấy hình mình cũng thèm mà. Quá tuyệt vời luôn. Đấy, thì thôi giờ mình sẽ mời gia đình mình vào ăn nha, thưởng thức nha mọi người. Ok. Ok mọi người nha, thì cái nồi lẩu trứng vịt lộn của mình đã chín rồi nè. Đấy thì giờ mời ba mẹ. Đấy Trang và Sang, dùng đi. Ba mẹ dùng đi.
Đây 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 mẹ. Bé là mẹ. Đấy ai muốn ăn bún bún ăn mì tôm thì mì tôm. Bún bên đây. Không cọp ăn nhai con trai. Cọp cáp cáp cáp. Wow 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 wow. Wow 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 wow. Đấy thì cọp nó không ăn được nên nó phé thôi mọi người. Đấy, bè, múc về bè, nhìn thôi. Chưa. Rồi, đẹp ơi. Ê trứng lộn rồi, múc nóng rồi vô. Múc lúng rồi bè. Trời ơi, nhìn cái nào lâu thấy ghiền mà. Múc về mé. Múc về mé rồi trời sang. Thấy không? Wow. Chưa. Bé đẻ luôn. Múc cho anh nghe đầy vô. Mấy anh đâu không? Bánh ngọt chứ ăn. Ai ăn đâu thì bỏ đâu nha. Mấy ăn đâu không? Mấy ăn đâu. Không ngon mà. Bè bỏ đâu vô. Không còn công thức cũng học YouTube mà. Tao nấu bà. Bà đãi quen bên đó bè. Bà đeo quen bên đó. Đãi quen bên ghép. Đãi đúng không? Chưa. Nhìn cái nồi gì mà nó chất lượng. Ghê kìa. Không mà ra ra. Rồi ngồi xuống đây nghe nha. Xì. Nào bà khán giả. Nha. Cũng lẩu cùng gia đình mình. Mời các người khán giả. Anh chuẩn bị anh lẩu món lẩu gì của gia đình chú Tommy nè. Lẩu trứng lộn. Trứng lộn trứng lộn anh chuẩn bị món gì làm trứng lộn. Thập cẩm. Đúng rồi lẩu thập cẩm nhưng mà đặc biệt là trứng lộn các bạn. Lộn. Ê bây giờ mời mọi người nha. À giờ mời tất cả mọi người nhé. À giờ mời. Chưa. Bé vừa ăn không? Vừa. Chưa. À được bé nhìn bé ăn nhà dừa nha. Ừ. Ừ. Trứng gì lộn mà có xương nè. Trứng gì lộn có xương hay sao mà đựng gì đang? Tôm. Tôm đây là coi như. Tôm mà cho đang. Chẳng phải tôm riêu. Tôm riêu. Đây đồng trang nó có cái hũ kim chi mà nó giấu các bạn. Quả giữa đâu đây ai anh nhé giấu trong tấu này nha. Trong chén nó mắm ớt ai thiệt ngon luôn á. Thì bé mẹ mình thì ít ăn là chén mắm thường. Chưa quá tuyệt vời. Sao mé anh ngon mé? Ngon. Sao ăn sao? Ngon. Xúc không mày tao khói cần nói. Nhìn con nhìn ngon á. Sao ăn sao? Hồ lý không? Ngon. Bán được à? Nấu dài bán được không? Bán được anh. Được thôi các bạn. Ấy hồi xưa nếu mà được hồi xưa đâu có đánh tiệm. Dạ vậy không? Dạ quá mà. Dạ à, đúng không? Dạ công việc dữ quá mà thấy. Em thấy nấm ngon nè. Hồi xưa là anh biết tại sao không? Sao? Vì đầu bếp nấu nên nó mới nghĩ sao anh nấu là đời nào cái này. Mình nhìn mọi người nhìn cái lẩu mình là thâu hấp dạ không? Một nồi lẩu vậy cái giá 200.000 nha các bạn. Cô chim. Chưa được 200.000 nha, đầu lẩu đây cái giá chưa được 200k nha. Còn mày sao? Không cho mày ăn mày le mày. Ờ. Cột. Sao không cho mày ăn con le ấy? Wow. Đấy mọi người. Bèo chưa chín vô mà bè ăn nhảy bè ăn. Mà chứ nó vừa. Vừa chín tới là bè quất được ấy. Ê trúng nó. Wow. Chưa. Bé thiệt vào luôn mày. Đừng làm miếng chăng. Ủa rồi, muốn muốn sao muốn thôi còn chỉ biết con thích ăn trứng lộn mà không hiểu sao không giờ thích ăn trứng lộn đã quá rồi. Chưa quen tới cái này mày đâu biết mà ăn trứng lộn. Wow. Giờ bên cạnh mình cũng ngọt hết rồi. Chưa. Thì ra có đâu biết ăn trứng lộn. Chỗ trời này đây đây đây. Ấy lần cái nó mở mấy luôn mà. Thôi. Ăn trứng lộn ăn được. Thôi. Ăn được mấy chục trứng. Trứng lộn con mà mày ăn hai. Bé ăn đầm bao nhiêu trứng mà? Trời trước kia ta ăn được 15 trứng. Bé ổng hay kêu hồi trước không? Không có hồi trước mà không biết hồi lúc lúc nào luôn á. Lúc kiếm trước không mà mấy trứng. Dùng ai bé mà, dùng ai bé? 15 trứng mà mày ngồi coi. Tất cả các bạn là khán giả cũng mời bữa nay lẩu ăn lẩu ấy. Lẩu gì? Sụp sớm nhà đó mấy lần rồi. Cái gì lộn rồi thật tấm, cái gì lộn. Ừ. Rồi hôm nào tiếp tục món khác. Anh đi gọi ốc nói gì không? Ốc gì bè? Ốc mè. Mè rồi, ốc mè. Trời ốc mè à. Cái tàu qua bữa nào mà mình kiếm có là được đồ mình ăn. Bè anh ấy nói gì nữa. Đấy, sao ý là vừa ăn không? Bè thấy vừa ăn không? Vừa. Chùa mà ok. Đây ăn bún thì cái bún. Mà mì tôm này có mì tôm đây. Mẹ sao mẹ? Lấy vừa kè vừa không? Hay là sao? Mẹ ăn lạc. Mẹ ăn lạc ngọt gì không? Ngọt vừa em. Không lạc. Cây không?
thấy đâu cái thả ba mày cái ngớt. Chú dạ à, ăn thì bây giờ kêu ăn ớt cái ngớt ăn. Lại là mình gấp trong đó nó nhiều quá nó cũng ớt cái thằng. Giờ giải mà giờ kêu cây. Chú hạt nó sâu sục 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 mọi người. Đúng rồi, bà đeo vô anh em nhé. Sao im ru nó anh không? Rau này, ít nói lắm. Lắm nè, vô. Chú, lẩu là đẻ hả không? Bốn năm rồi. Tính này là đẻ thiệt chứ hả? Là bốn năm rồi. Chú, dạ. Vậy mà sao không đẻ được? Theo chim mang chim làm lẩu hay xẻ chứ. Nó muốn chim làm lẩu thập cẩm. Nó muốn chim làm lẩu làm biết là có mấy bữa cái lẩu gì vậy? Lẩu. Lẩu bánh chiên. Nó ngán hả mày? Lẩu lắm mày. Dạ lẩu đây thấy lẹ lẹ này, thấy lẩu trứng vịt lộn á. Nó không lẹ lẹ. Hầu giờ mấy ăn nha, lẩu trứng lộn nha. Chưa. Có ăn rồi. Ăn chưa? Ăn rồi. Ăn rồi, ăn rồi. Giờ ăn rồi, ăn rồi. Hầu giờ ý nghĩa là nó mình cái ăn cháo trứng lộn có nè có mọi người. Chứ còn lẩu trứng lộn hình như còn chưa. Chưa ăn lẩu trứng lộn không đi. Thì nó quậy ra nó thấy ăn nó cho đồ gì nữa. Hè. Không biết mẹ nó nói, không biết nó lướt ra thấy bà quậy ăn gì nó quay lại. Mẹ nói bữa nào về đây rồi không làm cho anh. Ăn mẹ ơi con đi về quậy mà con không dám coi lại nó lướt qua nó thấy sao thấy nó buồn buồn tôi chứ nó con muốn về quậy mẹ ơi. Chưa là một nồi lẩu về ăn cùng gia đình thì hết sảy nha mọi người. Nói chung mình rất thích trứng lộn á. Wow. Có đẻ cái trứng này là quốc nồi đem trứng luôn hả? Quốc nồi đem trứng như vậy. Em thích rồi bé à, bé ngay. Nãy giờ em bốn trứng nồi á. Hả? Được, bốn trứng nồi. Đang cắp thì rồi chứ. Rồi, số nhà anh bốn nhé không? Bốn trứng nồi. Mời mọi người nha. Còn hồi lúc cái thời điểm trước kia là anh tính nhà anh trứng. Đúng, đúng à? Ở miếng nước rồi. Vào, ngọt mọi người. Chút, hôm nay mà đây đúng ngọt là đúng rồi nha. Ở đây kim cái thử miếng mắm ở đây cái nó vừa chua vừa ngọt á. Ừ. Vừa chua mà ngọt. Chung là gặp mình là cây nữa mà. Ta lấy hạt bẹt đó. Được. Rồi cái miếng mắm này quốc chua này cái trứng nào nó thấm. Thấm cái trứng. Chua nó ngọt nó không á trời. Dục nóng quá. Ăn được không? Đầu chụp đi ném. Nóng quá. Ờ cái thử á. Ờ bật ngắn nữa. Dạ đúng. Đúng quá mà. Hả? Bỏ thêm là xíu đâu nữa kìa. Anh luôn, anh mấy nói là vậy là mấy trứng này no rồi. No rồi? Dạ. Rồi yếu dữ. Dạ. Mọi người nha. Lợn bà bỏ rau nè, xong sắn rau luôn chứ. Rau tao là nuôi, tao hầu bấy thì thấy luôn là đủ hết đấy nha. Em tình gia lai cho em thử sức, thử cứ là em dùng. Dạ bé ăn được bao nhiêu đó? Mấy trứng á. Không ngon không à? Không ngon không à? Còn nhau đặt cái gió là mười mấy là mười mấy, mười một cũng là mười mấy. Mười lăm, mười sáu, tới mười lần. Con ăn cũng được đây mà. Nhưng mà ăn con còn bữa. Đấy, là những gì? Đấy, là những gì? Ăn tiếp tục, ăn tiếp được. Chưa. À, rồi em ấy. Này yếm rồi, ngon ngọt nha mọi người. Bữa này nó cũng đầu là yếu, ăn cũng ít lần chứ. Hai trăm cái cũng được nên đúng không? Nhưng mà làm thiếu một chút em giải cuốn là không nấu mà em nấu mưa. Béo tuyệt vời luôn mọi người. Không lộn quá. Không lộn quá lỡ anh gọi cho. Hả? Đưa nhanh gọn nó chứ mà nấu hả? Nó đậu tính lộn à. Rất nhanh luôn mọi người. Đó lộn mình luộc bỏ cái lẩu rồi. Nêm nếm cái nước gia vị nữa là vừa ăn là giúp tao. Nhưng mà thấy nó nhanh. Đó. Đó rất là nặng hết rồi chứ. Thôi giờ tao bè gạch thì mẹ cho. Không có. Không có. Tao cái bè gạch riêng á. Bè gạch chưa hả? Cũng gạch. Mới đi làm cái đầu dốc qua cua rồi. Mình gạch bữa đêm là cái ổ điên điên rồi. Mất hồn chạy. Dốc người của nhà rút nhà những kiểu đó. Hả? Ừ, ấy là trước là chưa thấy bệnh lên. Ấy là đây sao bè? Ấy giờ là đây sao? Nó qua cua là vô thấy một cột. Bên đuôi giả sao bên kia bên lỡ cái gì sao? Bên là tỉnh còn nghe cái bộ ở trên nó sao? Ông bà kể là tôi đang đuôi. Đó là bún cúc á, mua quên bà bún cây á. Là bà như vậy từ đó đi xuống tao cầu nguyện đám buồn thấy á. À, thầu tôi là bà luôn uống. Nó nói đây vậy.
Cái bốn đôi, cái bốn đang rồi đang luôn. Hết đôi. Đang đâu, đang đeo nhiều không?
Cho con miếng. À, bà hát nhiều lắm. Gia đình này vừa đủ nè, vừa đẹp á. Không sợ anh cũng nấu hết. Chim của có gì nữa? Còn không hết hay là ngày mai đơn sang ha. Có đây. Cô chim con có chị gì nữa? Tất mày coi. Con có chuyện đâu. Xem có chuyện à. Mày có câu chuyện nữa, mày em xem chưa? Xong là bữa hôm con chỉ muốn câu con kể câu chuyện nha. Bữa hôm con câu có chuyện. Có chuyện gì mình có chứ, mày có chuyện nha. Ai đứa bận tao cũng không kể á. Hay nhất anh xem nha. Xem rồi đâu. Tao tao tao. Tao thấy là chú có bận. Trong lao cuộc sống là mình phận một trai một em nước, nói chung là nãy giờ có câu chuyện nhưng mà mình không cỡ. Phận đàn ông, phận con trai, một em bánh nước. Tao nghĩ có tích tư đấy nè. Ông nậu nó biêu qua nó qua miệng để gì mới lấy chừng đạn mỏ. Sao mày phóng vô không? Không bận như em. Thật cũng quan lòng. Cảm ơn ông nậu đấy. Nghe ông nậu có chuyện. Quá lắm chuyện kỳ. Em xem chiếc này. Dạ. Chiếc này. Anh này của em, nói chung của anh đi anh được xem. Mẹ dạy em mang qua rồi. Đâu đưa mình xin phép làm một gói mì tôm đi. Bún nó ngon. Thích ăn mì tôm không? Mọi người mọi sở thích mà. Có gì thầu với mì tôm đó là sao? Nát bụng chưa? Anh lão không thích mì tôm anh bé. Mì tôm nát bụng. Mì tôm nếu mà như bé này. Mì tôm thì xuống dặn đúng anh lão rất là bụng. Trời đúng rồi, ông xâm nhà. Mày em kêu anh nghe lên gì hả? Năm trước rồi mà sao vậy em chị em đúng nào rồi em đúng không anh ơi hai chục mà hai chục mà biếu tay em đây không hai trứng à anh nghe đưa rồi cái con về trứng trang mà đang khùng lắm nha các bạn đang tàn tầm vàng với một trứng không à còn cái con thì nó đỡ lại cho mình má cái chuyện gì cái chuyện ma á em có một chuyện là cỡ anh ma là hay nhất em ai cũng nghe không Nhi ơi. À anh bị rượt mất ghép á. Mày gì muốn tiếp á? Không có. Thì ai me nào? Lộn giật mất ghép. Những cái gì vui buồn không? Nấu đi quân về cả ông sợ về cả quấn ông chạy rốt á. Nấu đi quân về cả ông sợ về cả quấn ông chạy rốt á. Cái chuyện đây là chuyện mình cỡ thật luôn nha. Còn nhỏ là mẹ mình thấy vậy. Trùm muốn bài các bạn. Đấy, không muốn bài xong cái là muốn bán luôn. Bán gạo vậy, bán gạo đi bán. Bán gạo đi bán. Đúng gạo thì mình tật xấu của chúng mình từ nhỏ tới lớn rồi. Từ nhỏ thì không lo học, phải không? Đàn anh đi làm kiếm tiền cho em ở nhà đi xúc gạo đi bán. Thì muốn bài lớn lên nó đi nghe vụ thì gặp địch trốn đất. Sao bé ta bé cỡ chiến công đẹp tí của bé ơi. Ý mẹ có chiến công là đẹp hồng bé hồng bé đánh gì bé giết được ai chưa? Chưa đâu. Chưa giết được ai đâu. Tôi sợ quá tao buông được mày. Ngọt lắm rồi. Anh khai đi, anh nói bé hồi nhỏ đi búng tay đậu gạo, anh có đi đâu đậu gạo búng tay không? Không. Mình có bạn nào đậu gạo nữa bạn không? Có nha. Nên giờ tao hỏi mình đó. Là mình là nói chung là đậu giếp, đậu cà đêm này có. Anh giếp không? Đậu cà đêm. Ở đó thì có. Ủa có thì em biết đâu. Đúng rồi. Cà đêm đi bán ở đâu? Cà đêm giờ có. Nó có đậu giếp không bạn? Giếp đâu á? Mình đậu giếp tụi em ngoại. Uống ai bé? Bé, hồi xưa bé có đâu giếp nào của ông mà bé mua được ông đâu giếp rồi, chẳng biết ông chưa mất không bé? Không có mất. Đồ mà nó ngớ rồi. À. Bé thì mà giếp trọ thì đáng bà nửa thấy đầu giếp của mỗi con mà bán. Đêm về mẹ mẹ à? À, bà nuôi thì bà cho con 200 mẹ.
tốt dữ vậy? Bè nhôm nhựa nào tốt em? Bè 200 đồng, 200 đồng á. Bè cô lắm mẹ. Dùng 50-100 mà. Cái thời đó là đi học mét 100-100 bạc. Vậy đó em đóng ngón. Trời ơi, còn 500. Năm bà đưa 1 ngàn bà ứng lượm mà. Hậu ngàn bữa mình to bà. Xin 500 bà năm bà đứng có tình lẽ bà đưa 1 ngàn không? Em xin 500 bà đưa 1 ngàn. Xin bác mình hả? Là 500. À bà đang bán dừa mình ra, mình xin 500 đỡ mình ăn hàng mà bà cho 1 ngàn. Dù nhiều quá, mà ứng lượm. Sao mày ngu thế hả? Hậu đó không có biệt nữa vậy, nhìn hình của trời. Cái món đó 500 thôi, sao hiểu sao? Giờ ngàn khởi thối mà. Mình tiền kìa. Mình tiền kìa, để thêm cái gì mà xuống vào xuống kìa. Ai? Đây đi. Ai? Mày đó chứ. Mày đó chứ. Mày đó chứ. Mày đó chứ. Thu người cất quá là khác chứ. Nó không biết nói tên thúi mà. Nó bẩm mũi, nó bẩm mũi. Nó nói bánh nem thì thơm cất quá đi vậy. Lúc cha tao mà đang ăn nói gì cũng ra đây. Đúng không? Mày đứng hết ba tuần giờ. Có, con có đụng đỡ không biết nha. Rồi lấy đồ của bạn đó. Còn mua không? Mày nhắm đi vậy. Mày theo nó không có ngọt vậy giờ mình cũng đẹp thấy nó chui chui. Cái này đẹp. Giờ nó quậy lên mét, nó đùa quậy chứ. Quậy lên mét nó thì đậm dưới, sữa nó đậm dưới. Đúng rồi, đậm dưới quậy lên mét. Không, 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 không. Bữa đang mua cái bún này mẹ. Giờ bỏ. Ở đây á. Thôi cái lẽ mình kết thúc lại clip tại đây luôn nha. Hẹn gặp mọi người. Ok, xong rồi. Bye bye mọi người. Và đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh, chia sẻ mạnh để ủng hộ cho gia đình mình nha mọi người. Bye bye. I'm aware.